Đấy, chú khỉ rất hung hăng nha. Mấy thôi, em bị giật mình. Đâu có, nó thấy ở người em bên này. Đi vào trong cái nhà kia rồi, ấy mở ra đi đi nhanh đi. Chị sẽ đi vào đây. Đi đi. Đi đi, chung nhau đi. Che kín lại, đi bình thường thôi, không dám làm gì đâu. Có chụp mắt cả của hàng kìa. Sợ quá. Sợ gì đâu. Tập đi, không có gì phải sợ. Để chụp đi. Úi dồi ôi, khỉ treo lên cột điện này, đu dây điện này. Thế cái này chơi nhau nữa. Đi đi chung với chị ơi. Ui, đu dây điện này. Mấy con này đu dây điện này. Nó cắn cả dây truyền hình cáp, dây điện là trời. Đi đi đừng nói kìa, đi vào trong cái nhà kia đi rồi tính. Không ấy đâu. Chị trong người chị đâu có cái gì đâu mà. Chị